Đường vào Phnom Penh. Tác giả Bùi Cát Vũ số 8. Lúc ấy anh em ta đã huấn luyện cho anh em quân giải phóng Campuchia, nhiều người không biết chữ biết bắn pháo 105 ly DKZ, DKB 12 ly 8. Trong những trận đầu, chiến sĩ ta lấy thước tầm, đầu ra đó xong rồi cho anh em giật cỏ. Đám bộ binh cũng vậy, ta mở rào xong rồi mới dìu dắt người anh em xung phong. Một hôm, vào mùa nước nổi, tôi theo anh em Việt Kiều đi từ Chi He qua Press sang Yết xuống Vihesua bằng Honda 90 rồi đi đuôi tôm ra Sambo nằm sát bờ sông Mê Công nhân dân ta ở đây thương bộ đội giải phóng Việt Nam lắm bà con thấy anh em ăn uống cực khổ mà lại thích ăn thịt chó bà con kêu cho chó anh em mình cảm ơn mà không lấy thế là đêm đêm bà con trói chó khớp mỏ lén đem ném bên cạnh nhà bộ đội ở tiểu đoàn trưởng hùng móm đánh giặc rất gan nhưng cũng hơi ẩu anh nói mở chói thả chó thì bà con buồn, bà con nói chê của bà con. Nhân dân dình thấy bộ đội hay nấu thịt chó với củ giềng, những con chó sau lại có kèm theo củ giềng dắt trong sợi dây buộc quanh hông chó, trông tức cười không chịu được. Đoàn xe chúng tôi nhích dần lên rồi bon khá một chút. Khi xe chui vào làng, đối chiếu bản đồ là phum Kokithom. Tôi còn thấy hai khẩu 130 ly, một khẩu còn bố trí y nguyên trên trận địa trong một tròi lợp lá thốt nốt. Bên cạnh có mấy cái xác mặc áo đen, một khẩu 130 ly luật trỏng gọng bên đường. Xe xích kéo pháo đều không thấy. Xe chạy một đỗi nữa trông thấy hai khẩu 85 ly, 37 ly và hai chiếc xe lật nghiêng. Phung này dài chừng hai cây số. Ở đây mới bắt đầu có dân. Chắc là dân bị nó lùa đi hôm qua ở miệt niếc lương lên. Khi địch chạy rồi, bà con mới ra đường lục tục đi ngược về. Khác với dân chỗ khác, bà con ở đây chỉ có một gánh, một sách, không có xe trâu xe bò gì cả. Họ cũng không vội vã gì, đi chậm chạp hoặc đứng lại tránh xe thành từng tốp. Buồn cười, có mấy tên lính ngơ ngác còn mang y nguyên khẩu súng trên vai, đứng chung với đồng bào nhìn xe vỗ tay. Có thằng vừa mới vứt khẩu cối 60 ly bên cạnh Mấy em bé là tiếp xúc nhanh nhất Các em vẫy tay gieo hò Có em vẫy tay hoan hô Mà đầu vẫn đội một cái gói Các cụ bà chắp tay trước ngực vái chào Các cô gái vẫy tay thật mạnh Miệng hoan hô gương mặt vừa vui tươi vừa kiên nghị Qua máy vô tuyến điện Anh Ba Bì trao đổi với tôi một nhận định của anh Chỗ nào có dân hai bên đường là không có địch Chỗ nào đồng trống thì địch không bố trí được nhiều, tranh thủ mở hết tốc độ lao lên. Tôi đồng ý với anh Ba Bì và bảo anh thắng truyền đạt ý kiến ấy cho Thành. Từ phía sau anh Ba Bì cưỡi xe jeep vượt lên, qua ngang xe tôi, anh vừa nói như la, vừa ra dấu là anh lên phía trước để đôn đốc anh em đi nhanh hơn. Xe chạy được một khoảng đồng trống, tốc độ hơi khá một chút thì dừng lại, đồng chí Thành báo cáo là gặp cầu sập. Tôi toát mồ hôi hột tôi định cho xe tách ra lao lên trước thì anh thắng cản lại bảo để chờ một chút xem sao chỉ vài phút sau thành báo là cầu nó phá lâu rồi để làm đập nước có đường vòng anh thắng đưa ống nhòm cho tôi xem một đám địch có đến hàng trăm tên chạy từ trong phum ra ruộng phía tây khi đến đầu phum Breakpoint, xe phải rời đường số 1 rẽ sang bên phải theo vệt đường cắt lún vượt qua con lạch cạn nước động thành từng vũng đục đặc. Bên kia bờ, địch còn bỏ lại một khẩu 85 ly và nhiều khẩu DKZ trong công sự dọc theo bờ đê. Chỗ này nếu địch dám chiến đấu thì rất nguy hiểm. Có thể anh em xe tăng đi trước không kịp thấy phòng tuyến này. Ở đây dân rất đông, nhiều người đã có quyền cương lĩnh, cờ hoặc truyền đơn trên tay. Bà con họp trên bãi cỏ, trước sân nhà, ngõ, vào làng từng đám năm chục ba chục lắng nghe người biết chữ đọc cương lĩnh mà mắt vẫn theo dõi đoàn xe xe qua là trẻ con phất cờ reo inh ỏi người lớn thì đưa hai tay lên chào ông già bà lão cũng lột khăn đội đầu ra phất ai cũng muốn có một cử chỉ vui mừng chào đón xúc động nhất là có nhiều chị nâng đứa con nhỏ lên cao khỏi đầu để tỏ lòng tin tưởng đối với quân đội cách mạng trên mảnh đất trước đây vài chục phút còn nghẹt thở sơ xác đau thương bỗng bừng dậy một ngày hội đột ngột quá nhiều người nhất là cụ già và phụ nữ nét mặt tươi vui nhưng nước mắt giàn giụa đồng chí lái xe tôi một tay vẫy vẫy miệng cứ sóc bà bai samaki liên tục cho đến khi anh thắng phải vỗ vai cậu ta hét chú ý coi chừng tai nạn Đến giữa làng ở đầu đường vào chùa bên phải, thấy có một khẩu 37 ly và một khẩu 85 ly. Hai chiếc xe kéo pháo bị tăng ta cắn bẹp nhũng, cản trở mất một phần ba đường. Có mấy xác lính Pol Pot nằm dài rác, một xác bị xe tăng nghiền nát bét nhưng cạnh đó nhân dân vẫn vui mừng phất cờ gieo vẫy bộ đội có cụ già chỉ tay vào đống súng ống của địch mà bà con vừa gom lại rồi chỉ tay vào ngực mình ý muốn nói cách mạng đồng ý võ trang súng cho tôi chứ xe qua khỏi phung trước mặt bên trái là cánh đồng nước bên phải là một dãy bầu bưng dài rộng như con sông đoàn xe lại dừng Ồ, vào nòng khẩu trọng liên trên nóc xe thiết giáp tôi hỏi mấy cụ già dưới gốc cây đa cụ ơi đây có phải phum breck luông không chà phum breck luông thế thì bên kia sông có phải là phun tức leng không cụ chà phải tức leng tôi ngậm ngùi nhớ đến đồng chí giọt năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám một nghìn chín trăm sáu mươi chín đồng chí là chiến sĩ vệ binh của đoàn pháo binh miền giọt quê ở đức hòa Long An, nhà rất nghèo, nông dân giặc. Giữa năm 1969, giọt nặng nặc xin ra đơn vị chiến đấu. Lúc ấy mà xin ra chiến đấu là rất tiến bộ. Sang năm 70, giọt mới được tọa nguyện. Qua một thời gian chiến đấu 6 tháng ở bờ sông Mê Công, giọt từ trung đội phó lên đại đội trưởng. Vì lúc ấy cán bộ hy sinh nhiều mà giọt cũng được anh em tín nhiệm. Tháng 8 năm 1980, nước bắt đầu lên bọn Mỹ treo giải thưởng lớn cho tàu nào chở được lương thực đạn dược, xăng dầu lên nông penh cho lon non. Tiền, thỉnh thoảng bọn quân ngụy lén chạy được vài chiếc. Chúng cho tàu chạy sát bờ Tây và yểm trợ rất mạnh bằng pháo, máy bay và tàu chiến. Nó còn chế ra một loại dọ lưới thép trong đựng chất xốp không cháy. Tàu nó lên, nó cặp bên hông phải thân tàu. Tàu nó xuống, nó cặp bên hông trái, để chống lại các loại đạn của ta từ bờ đông bắn sang. Lúc ấy ngoài DKZ, B40 và H12 bắn lủi ta còn có loại BD20, BD30 là loại đầu đạn lõm chứa 20 đến 30 kg thuốc TNT do xưởng quân khí miền chế tạo, đẩy bằng động cơ của tên lửa. DKB rất lợi hại, loại đầu đạn này bọn chuyên gia quân sự Mỹ gọi là quan tòa hay là thùng rác bay. Chúng ví đạn này như V1 và V2 của Đức Quốc xã. Ban chỉ huy Trung đoàn 96 nghiên cứu thấy bờ phía tây thuộc Phung luôn địa hình tốt xa đường 1, mới lập kế hoạch đưa một trung đội sang sông phục kích diệt tàu địch lên. Đồng chí Giọt tình nguyện đi chỉ huy trung đội này. Trận đánh ấy ta nhận chìm 3 tàu vận tải và 2 tàu dầu. Nhưng đồng chí Giọt hy sinh. Giọt đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng để yểm trợ cho toàn trung đội rút vào bưng an toàn. Anh Thắng chăm chú nghe báo cáo của Thành và anh lặp lại nhát gừng cho tôi. Địch chống cự có tổ chức ở một khu vực có khu nhà máy bên phải. Chúng đem hai xe tải ra, chắn đường, hỏa lực chống tăng và các loại bắn ra khá mạnh. Có hai chiếc PT-85, có cả pháo 85 không biết là mấy khẩu chiếc T-54 của Trần Ngọc Giao lao xa phía trước, chiếc M113 số 271 của đại đội 5 bị trúng B41 trên nóc, đồng chí lái bị thương nặng, xe đâm vào góc cây bên đường. Anh em đang tổ chức bắn yểm trợ cho nhau để vượt qua. Anh Dũng và anh Ba Bì cũng lên vừa tới chỗ anh Thành, đang tổ chức cho tiểu đoàn 3 bạn và trung đoàn 14 vòng đánh địch để bảo vệ cho xe tăng đột phá. Nhìn bản đồ, Tôi đoán đó là phun công len. Chỗ này, đường bộ cách sông khoảng 300 mét. Ở đây có thể là một tuyến phòng thủ khá mạnh của sư đoàn 260 địch. Độ 20 phút sau, đoàn xe dồn dần, nhích lên rồi chạy từ chậm đến nhanh dần. Ngang khu nhà máy thì tốc độ đã khá nhanh. Từ sáng đến giờ qua chỗ này mới có khói lửa, mịt mù khét lẹt mùi thuốc súng ngay bên đường hai chiếc xe tải nằm phơi bụng một chiếc lật ngửa một chiếc xe jeep một chiếc pt 85 cắm đầu xuống mương đạn súng máy vẫn còn bay chiêu chiếu loạn xạ bạt mạng qua khỏi phung lại ra ruộng trống tôi thò đầu lên đồng chí bắn trọng liên bảo lúc nãy là nhà máy gỗ ván tôi và đồng chí thắng lại trèo lên ngồi trên mui xe Bên trái phía trước là bầu nước rất rộng Xa mù mù bên trong bầu nước là rừng Bên phải là đầm lầy Thỉnh thoảng mới có một con đường xe bò Chạy ra các xóm làng lưa thưa gần bờ sông Nhân dân hai bên đường rất đông đảo Họ tránh ra phía sau hàng cây bị cưa cụt Kim đồng hồ tốc độ xe nhảy lia lịa Giữa 55-60 km Thế chỉ cần nửa giờ nữa nếu suôn sẻ thì ra tới cầu Monivong Tôi nhìn đồng hồ lúc này là 9 giờ 15 phút. Máy thông tin hay oát không liên lạc được với tàu nữa rồi. Tôi biết nước ngược này không thể đòi hỏi đoàn tàu đi nhanh hơn được vì tàu há mồm LCM6 chỉ chạy được khoảng 15 cây số một giờ mà thôi. Tai tôi thỉnh thoảng lại va vào nòng khẩu trọng liên, đầu điếng. Chiếc V100 trồm lên rất nhanh, thấy chiếc xe tải nào phía trước chạy chậm, tôi ra hiệu cho đồng chí lái xe vượt qua. Đồng thời, tôi khoát cho các xe sau không được theo tôi. Qua phung Troy Ampin, thấy hai chiếc xe Hoàng Hà, sơn màu xanh ve chai còn mới, có biển đỏ số trắng lật nghiêng bên đường, những thùng đạn vương vãi. Kế đó, có một chiếc T-54 nghiêng mình dưới mương, mang ký hiệu xe ta rồi một xe hoàng hà nữa chở đạn, một xe kéo khẩu 37 ly cũng lăn cành. Rõ ràng, dấu vết của tốc độ ý chí quyết tâm của bộ phận đi đầu. Tôi đưa ba ngón tay ra dấu với anh Thắng, thế là ta chỉ còn có ba xe T-54 thôi. Vượt ngang qua tiểu đoàn hai bạn, tôi đưa tay vẫy, các chiến sĩ Campuchia vẫy lại, vừa hò reo vang dội Xe tôi tăng tốc độ mãi cho tới bắt gặp một dãy xe của bạn Campuchia nữa. Tôi biết là mình đã tới tiểu đoàn 3 đi cuối đội hình của trung đoàn 14 rồi. Đồng chí Thắng ngăn không cho xe vượt lên nữa. Xe tôi chen vào đội hình tiểu đoàn 3 của quân đội nhân dân cách mạng Campuchia. Anh chị em nhìn chúng tôi nét mặt ai cũng rạng rỡ đầy phấn khởi tự hào. Bên phải đường là ruộng trống, chỉ có một hàng nhà sàn ven lộ cất theo kiểu dành riêng cho bọn ăn ở bên phải có con mương rộng đầy nước nối liền các bầu bưng địa hình này địch không thể bố trí đông được rất tốt bỗng trước mặt tôi xuất hiện một ngôi chùa rất cao mù mù ở phía trước tôi chỉ cho anh thắng một ký hiệu chùa ở phum đai ta coi trên bản đồ ngôi chùa hiện ra to dần rõ dần những năm hoạt động trên đất campuchia tôi chưa thấy một ngôi chùa nào đồ sộ như thế này xe qua, chùa nằm bên phải, đường số 1 cua vòng sang trái trách về phía tây nam. Trong khoảnh khắc đón nhìn, tôi reo lên. Nông Penh kia rồi Thắng ơi! Chỗ này đường ăn sát bờ sông, tôi trông thấy xa xa lởm chởm những chùa tháp lâu đài ẩn trong dạng cây như phong mờ mờ của một bức tranh cổ. Thắng nhìn theo tay tôi nhưng không biết anh có kịp thấy không. Tôi reo lên. Ăn rồi Thắng ơi Vì thấy xe ta phóng tốc độ 80 cây số giờ Mà không sượng chút nào Thành cũng không báo cáo gì cả Đầu đội hình chắc cũng đã qua cầu rồi Vì chỉ còn có bốn cây số thôi Hướng nông bênh có một đám cháy Khói đen đặc bốc lên tận mây Thắng bảo Nó đốt thành phố rồi anh ạ à. Tôi cũng lo Trước mặt khói bụi mịt mù Tay lái non hoặc mất bình tĩnh là lật xe như chơi bỗng tiếng súng bộ binh trên các xe đằng trước nổ như ngô giang anh thắng xô tôi thụp xuống mui xe vì nãy giờ tôi vẫn đứng trên ghế ngồi bên phải đồng chí lái khẩu trọng liên trên xe tôi cũng bắn nhìn qua lăng kính trông thấy hai bên đường trong vườn ngoài ruộng địch chạy như đàn kiến nhọt vỡ tổ đạn bay vùng vít rồi các xe sau cũng nổ súng nổ dây chuyền tôi nhìn thấy phố xá như kiểu chợ lớn cũ, khói lửa bụi che phủ, nhiều xe địch cháy rừng rực, mấy xác áo đen bị xe đè nghiến nát trên đường cùng với xe đạp, xe Honda, bàn ghế, cây gỗ, đủ thứ ngổn ngang. Đồng chí chiến sĩ súng máy gieo to, cầu kia rồi, xe quẹo phải lên cầu. Tôi đứng lên nhìn thì cột khói lúc nãy so với thành phố chỉ là một ngọn cây nhô lên trong đám rừng thành phố nhòa trong mắt tôi tôi ngây ngất như nửa say nửa tỉnh xuống dốc cầu tôi còn kịp nhìn thấy một người đang lia máy quay phim đến trước bùng binh có tượng đài ba chân thấy một người to béo đang điều chỉnh đường điệu bộ thành thạo như công an nhìn kỹ lại té ra là anh ba bì tôi dừng xe nhảy xuống anh ba bì tay vẫn điều khiển cho đội hình tiểu đoàn 2 bạn và trung đoàn 209 rẽ trái. Miệng báo cáo với tôi là tiểu đoàn 3 bạn và trung đoàn 14 qua hết rồi. Anh Dũng cũng qua rồi. Anh bảo đường thẳng sau lưng là đại lộ Monivong. Anh làm như tôi nhờ quê vậy. Tôi nhìn đồng hồ 10 giờ 45 phút. Tôi hỏi anh đã cho công binh xuống giữ chân cầu chưa? Anh nói đã bố trí xong rồi chúng tôi phụ điều chỉnh xe với anh ba bì anh chị em chiến sĩ campuchia nhảy nhót gieo hò trên xe dưới lá cờ năm tháp vàng tung bay phần phật giữa ban trưa nắng vàng rực rỡ đẹp quá xúc động quá chúng tôi hoan hô họ như chính chúng tôi là dân chúng vậy có tiếng súng nổ vang vang trong thành phố phía bắc rồi phía tây đoàn xe chỉ huy của chúng tôi lần lượt lên đủ đỗ dọc phía bên phải bùng binh. Tôi gặp mặt đủ. Anh Hoàng, anh Phùng, anh Tám Danh, anh Bộ, anh Hồ Nam, anh Tiến, anh Tư Sen và những đồng chí khác. Trên mặt ai cũng thấy vẻ vui mừng rạng rỡ như muốn nói binh đoàn mình hoàn thành nhiệm vụ một lần nữa rồi. Khi đầu đội hình của tiểu đoàn 7 bạn và trung đoàn 12 đến và được điều chỉnh rẽ phải để ra bờ sông nơi có bộ tổng tham mưu pol pot thì chúng tôi cũng lên xe tiến thẳng đại lộ monivong đường xá trong thành phố này rất dễ nhận nó gạch thành ô vuông đông tây nam bắc hai bên đường monivong ở đoạn này mỗi dinh thự chiếm một khu vườn có chỗ còn có mảnh ruộng bầu nước vắng vẻ đến rợn người Xe chạy vài phút đã thấy những nhà cao 6 tầng dạp chiếu bóng, dãy hiệu buôn 2-3 tầng. Tất cả đều đóng cửa. Một số nhà vẫn còn bảng hiệu bằng chữ Trung Quốc, Khmer, Pháp. Gặp sát một chiếc M113 còn bốc khói bên trái đường mang ký hiệu xe ta. Chúng tôi dừng lại xuống xe, không thấy còn gì trong xe cả. Xe chúng tôi đi tiếp lên hướng Bắc từ đây trở lên mới có xác địch giải rác, toàn mặc đồ đen, khăn rằn quấn cổ. Nhiều thằng còn kẹp chân trong chiếc Honda 90, đứa nằm vắt trên xe Jeep, nằm sãi bên vỉa hè. Đứa nào cũng có một khẩu súng đeo vai, văng bên cạnh hoặc chêm dưới bụng. Tất cả xe cộ, lính nằm chết đều quay đầu về hướng Bắc, lên trước sân nhà ga, xác địch càng nhiều hơn đoàn xe chúng tôi rẽ phải theo con đường trước công viên nhà ga đi thẳng ra bờ sông chạy ngoặt trở xuống roi sông ban sắc nơi mà trên bản đồ đề là bộ tổng tham mưu pol pot trên đường gặp khá nhiều xe tải xe du lịch xe bắc kinh khu này rậm rạp vắng tanh các đầu đường đều ngăn vách tôn hoặc ván chúng tôi quyết định trở lại đóng sở chỉ huy ở chỗ khu nhà rẻ quạt trước có bảng chữ campuchia trụ sở đại hội đại biểu nhân dân nằm sát bờ sông ở đây trống trải dễ bảo vệ khi vào nhà thấy chúng nó dơ quá trụ sở hội đồng gì mà đầy rác rến cứt đái lẫn lộn trong đống liềm hái có mấy con bò ốm đói chạy lồng lên quanh đường nhựa một số anh em muốn tìm chỗ khác nhưng chúng tôi quyết định quét dọn mà ở chứ còn biết đi đâu nữa ở đây an toàn được mặt sông vì chỗ này là ngã tư nơi gặp nhau giữa tông lê sáp và mê công rộng đến hai km anh thắng kéo tay tôi ra chỗ chiếc xe v một trăm đậu dưới góc dừa tưởng đâu có chuyện gì anh cười tủm tỉm và chỉ cho tôi những dấu đạn trên hông xe Bây giờ tôi mới biết xem mình trúng nhiều đạn, có viết xước đặt vừa đầu ngón tay. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.